Hello, xin chào các anh em. Hôm nay mình lại có cơ duyên với xe Mazda. Thì ở đây là chiếc Mazda CX-5 sử dụng bộ loa ESP của Ý. Thì ở trước đây hồi khoảng tháng 2, tháng 3 thì mình có làm một chiếc Mazda 2 với bộ vàng Alpine, cũng ngang tầm về giá tiền. Tuy nhiên hai bộ vàng nó khác nhau. Thứ nhất về chất lượng âm thanh, cái thứ hai là mỗi một hãng nó sẽ có một cái gì đấy rất là khác biệt. Thì ở cái bộ vàng của xe Mazda 2 thì sử dụng đầu phát của Pioneer Nhật Bản. Ở đây thì mình xài đầu phát original zin nguyên bản của Mazda. Hệ thống loa của Bose ấy, đầu phát đấy. Thì về cái mosfet thì đơn giản thôi. Đây. Thì về cái việc chúng ta nâng cấp âm thanh thì đầu tiên thì là cái cầu chì. Thì mình phải nói về cái này. Thứ nhất là về cái quy cách cầu chì là không quá 40 cm. Cầu chì ở đây là theo trị số dây, thì ở đây là cầu chì 120 ha. Vào trong thì sẽ chia làm hai nha, và nó sẽ có một cái vào cái cầu chì dành cho cái âm ly liền DSP của Zabco của Mỹ, và một cái dành cho cái súp điện đến từ thương hiệu Radical ha. Thôi bây giờ không cần phải chần chờ chi nữa, trước mắt thì mình sẽ lên nghe, cảm nhận và trải nghiệm và so sánh với một số cái bộ vàng trước đây mình làm đến từ loa ESP và loa của Alpine, bởi vì là nó có liên quan đến một chiếc xe Mazda khác mình đã làm. Ok, mời em, cameraman bước lên đi em, mạnh dạn lên đến cửa hàng anh thì ai anh cũng cho làm cameraman cả. Thì xíu nữa sẽ cho em nghe thử về cái bộ vàng. Thì đây là bộ quy cách của bộ loa ESP. Thì ở đây có remote, mình có thể mình bấm auto này. Bấm auto cho nó tự chuyển màu, chuyển hết cái này tới cái khác thôi. Đơn giản thôi. Đây là về hình ảnh thôi. Thì với cái đầu phát zin nguyên bản thì nó hơi dở ở một cái chỗ. Thứ nhất là cái file nhạc. Phái nhạc chỉ đọc được MP3 và WAV, thì nó không đọc được FLAC, là một cái chuẩn file nhạc bây giờ rất là thông dụng. Cái thứ hai là về cái này là nó đã qua khuếch đại rồi. Trước kia là loa Bose, thì với cái những chiếc xe Mazda sử dụng loa Bose thì thường hay thiếu treble và thiếu mix. Bass thì nó cũng có thể là vừa đủ khi chúng ta mở âm lượng to, nhưng mà khi mà chơi nhỏ thì nó sẽ thiếu. Thì thông thường đối với những cái dòng xe đã có loa Bose thì trước đây chủ xe này đã từng nâng cấp một cặp loa mid range, wide range của DB để bổ sung cái âm mid và âm twist, và một cái loa sub điện thay radical thay thế cho cái sub Bose nguyên bản, bởi vì là cái sub Bose nó chỉ 2.3 kg thôi, cái sub nó không chắc, nó không đủ cái độ chắc cũng như là cái độ nặng, nên là cái bass ra không hay. Mình đã thay bằng cái sub RA thì nó sẽ cho cái áp lực gần như là bằng sub hơi đấy. Thì thôi không cần phải nói nhiều nữa, thì bây giờ trước mắt thì mình sẽ nghe và xem thử cái bộ vàng này cũng như cái cài đặt này. Thứ nhất là âm ly Zabco sẽ đánh bộ loa ESP, và mình sẽ so sánh với cái loa ESP dòng 2000 cũng như là dòng 5000 để mà cho quý khách hàng cũng như là review thằng em cameraman phía sau và có thể là khách hàng để có cái nhìn nhận trung thực nhất đối với bộ vàng này, thì nó yếu nhất ở cái điểm nào, nó còn thiếu cái gì như thế nào nha. Rồi mình xin phép bước vào trong bài hát thôi. Bây giờ mình sẽ thử một số cái bài hát. Thì thứ nhất thì mình sẽ thử mấy bài cover mình tải từ trên mạng. Mình nghe thử nam em đi, xíu rồi mình sẽ test sau, test lại em sau. Đây, mình sẽ nghe cái bài. Đây. Ở đây nó có rất là nhiều bài. Ở đây bassline nha. Mời quý khách. Mình sẽ cho âm lượng hơi to tí. This wizard I finally found, I got this straight feeling. It
this Jesus our first time around. Past life, we have an accomplishment. Sometimes a stream and a fight over. Don't wake me, I'm not streaming. Don't wake me, I'm not streaming. Xin lỗi em về những chuyện mà ta đã nghĩ. Xin lỗi em về những gì mà ta đã nói. Vì bao câu chuyện mình lúc xưa giờ đây chẳng thể viết tiếp được. Chỉ là xa thôi mà chẳng khi nào ta ngừng nghĩ đến. Bao tháng năm vô tư hồn nhiên biết mấy. Những chuyến xa ta đi cùng năm tháng ấy. Giờ đây chỉ là những thước phim phai mờ sâu vào trong kỷ niệm. Điều duy nhất bây giờ chỉ là bài ca. Thứ nhất là ca sĩ ở giữa khỏi phải nói rồi, ban nhạc xung quanh. Thì đối với cô nam em này mình nghe cũng khá là nhiều nhạc trên mạng online thôi, nhưng mà cái kiểu giống như là cái xúc cảm của người ta hát từ cái cảm xúc ra, dù là cô ấy có thể là hát đôi lúc là mình cảm nhận là cái giọng nó không hay lắm hoặc là không tốt lắm, một số khách là họ có cảm nhận như vậy, khách trẻ thôi, nhưng mà rất là xúc cảm và cái band nhạc chơi rất là hay, nhất là ở cái cover 2 trở đi. Mình rất là muốn nghe nữa nhưng mà thôi, để dành để cho khách nghe. À thì nó hơi có cái tiếng sôi, tiếng noise sơ sơ thôi. Cũng như là hồi nãy mình có tăng âm lượng hơi to một tí. Bởi thì tùy theo mỗi một bài hát thì có thể mình tăng hơi to để quay phim nhưng mà nó vỡ tiếng, nghe nó sẽ dở nên là mình sẽ giảm âm lượng xuống. Thì tùy theo mỗi một bài hát thôi. Đây là một trong những cái điểm yếu của những cái chiếc xe Mazda. Thứ nhất là có một số cái, thứ nhất là không gian nó cũng không được tốt cho lắm ở một số cái điểm ha. Thì cái này một số điểm này thì có thể là ví dụ khách hàng đến với mình thì mình sẽ phân tích cho khách thấy là nó không tốt ở chỗ nào. À ngoài ra thì mình sẽ giúp khách biết được là cái xe mình yếu nhất ở chỗ nào. À đối với dòng Mazda này thì cái hệ thống giải trí nó không được ấy cho lắm. Bây giờ mình sẽ thử một cái bài hát khác theo một cái trường phái khác, thì về có thể là về âm bass nha. Âm bass thì mình hay thử mấy bài kia rồi, bây giờ mình thử qua bài này. Bài này là cũng là bass. Xíu nữa sẽ review em ấy nha. Dứt cái nhịp trống là nó có cái gì đó rung 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 giống như là cái chiên ở trên cái trống đó, nó hơi rung rung.
Wow, nhạc Hoa rất là tuyệt vời. Nhạc Hoa gắn liền với những cái tuổi thơ xem phim Trung Quốc. Trời ơi, cái bass nó quýnh nó như là có một cái dàn hòa tấu ở trên này ấy. Nghe tuyệt vời, kinh khủng luôn. Ơi, nhạc Hoa thì nó cũng hay, mình nghe giai điệu là chủ yếu. Thì đối với bộ dàn này thì cái âm twist của nó ngon hơn cái thằng XB2.6K2. Thằng XB2000 thì cái twist nó tơi, nó nhuyễn thôi. Nó cũng chơi khá tốt nhưng mà là cái nét âm của nó không tốt bằng thằng 3000. Dù cũng là cùng một vật liệu nhưng mà thằng 3000 này là nó có phủ lên thêm một cái lớp nữa. Cái lớp đó để nó gia cường cái màng loa twist. À, hai thằng đều là lụa, thằng này lụa có gia cường vào. À, về cái âm mid thì bởi vì cái loa nó nhỏ thôi nên là cái nét âm nó gọn, nói chung là nó không có đủ độ dày đâu. Ví dụ mình so sánh với thằng C5 đi thì cái twist của này nó ngang ngang, thằng C5 có thể nhỉnh hơn một tí xíu thôi. Twist thằng C5 sẽ nghe kiểu giống như là thằng C5 của JL, nó sẽ có sự mềm dẻo của cái twist của thằng 2.6 nhưng mà có sự cứng cáp một tí của thằng này. Nhưng mà cái nét âm thì nó rất là cân bằng, rất rất là ok. Cái mid của thằng này thì gọn quá. Nói chung là cũng rất là tuyệt vời bởi vì là cái bộ loa này nó rất là nhỏ gọn ha. Thì nó gần như là cũng cũng rất là ok theo cái cảm nhận của mình trong cái công việc mà để làm audio. Thì cũng nghe ra qua nhất rất là nhiều bộ loa rồi. Thì bộ này thực sự rất là gọn, rất là phù hợp, cũng rất là tinh tế, nhẹ nhàng. À, thì so với thằng 5000 thì cái twist này thì nó không bằng so với 5000, 5000 tương tự thôi. Nhưng mà cái mid của thằng 5000 thì nó hơi 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 chói một tí. Thằng này rất là phù hợp luôn. Rồi bây giờ mình sẽ thử một cái bài khác. Bài khác thì mình thử bass xong rồi anh mời em nhé, lên nghe thử. Nãy giờ ngồi phía sau nghe là chắc cũng cũng đã có nhiều gì đấy rồi đúng không? Để anh thử một cái bài nào đấy. À, thử bass trước rồi qua nhạc Ima. Nhạc Ima rất hay. Thử cái bài này nha. Cho em thử bài bài Face Face đi. Bởi vì là bài này nó cảm nhận nó vui ấy. Bài Face đâu rồi mình thấy không, ở đây là em bé ba với WAV thôi chứ không có, bởi vì cái tệp nhạc của mình flux khá nhiều, nhạc hay toàn flux. Hotel Face đây. Cái này mình mở hơi to xíu nha. Chờ chờ một tí. À, anh tới rồi. Ok, chủ xe tới rồi. Thôi bây giờ anh mời em lên đi để review chút, để anh ra nói chủ xe cái cho anh 5 phút. Chờ anh tí nhé. Anh. Anh cho em khoảng, đợi em khoảng 5 phút đi. Ừ, 5 phút đi rồi. Ừ, quay 5 phút nữa thôi rồi mời anh lên anh nghe, rồi anh nghe em sẽ hướng dẫn cho anh một số cái. Dạ rồi.
Ôi, mời cameraman lên, anh mở cho nghe. Đây, cameraman, một thực tập sinh của một trường đại học ở Quảng Ngãi về dạy nghề ô tô, thì mình sẽ cho nghe thử. Rồi bây giờ nha, anh sẽ cho em nghe thử nha. Rồi em nói cảm nhận của em. Thì đây, hồi nãy ngồi sau nghe rồi đúng không? Bài này hồi nãy ngồi sau nghe cảm giác nó thế nào? Trước giờ em nghe rất là nhiều âm nhạc, nhưng mà em chưa bao giờ nghe được cái dàn âm thanh nó tuyệt vời đến như vậy. Đây. Đeo cái micro vào, anh để hơi cao. Nghĩa là trước giờ chưa nghe như vậy đúng không? Mới ngồi sau thôi đấy. Đúng rồi. Rồi, bây giờ cho nghe lại nha. Bát cực kỳ hay. Thử nha, bây giờ nha. Hồi nãy là em ngồi đó, em chưa nghe được bát đâu. Bây giờ anh sẽ nói đơn giản nè, bát nó sẽ dồn hết về phía trước á. Bây giờ nghe thử nha. Lại nha. Nằm đâu? Chính giữa. Chính giữa đúng không? Rồi giờ thử bài khác nha. Ok, xíu nữa anh lên anh nói anh chủ xe rồi. Xíu nữa mình sẽ nhờ anh một xíu. Chắc không biết là anh có giúp mình hay không, nhưng mà chưa biết. Bây giờ cho em nghe thử bài. Bài hồi nãy anh nói hay nè. Bài bass đi. Đây, cho em nghe lại bài này. Nghe thử nhạc cụ nha. Giống như đi xem hát acoustic không? Từ từ, chưa đâu, nghe hết bài đi. Past life, forever hold me down, lost love. Anh sẽ giảm âm lượng bởi vì là nhạc Việt Nam mình thâu âm không có được tốt bằng nhạc nước ngoài đâu. Tập này. Xin lỗi vì anh đã sai, xin lỗi
sèn cái nghe được đúng không? Đúng rồi. Đúng không? Giống giống như là đi xem hát chưa? Chưa anh. Chưa hả? Chưa 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 hả? Đi xem hát thì nó sẽ không gian nó sẽ rộng hơn. Ở đây thì nó gọn, không gian xe nó nhỏ mà. Nhưng mà nếu mà em so sánh theo kiểu giống như là em đang ngồi gần á thì nó sẽ gần như là giống. Đúng không? Em có cảm giác là ngồi sâu nghe sẽ hay hơn. À, cảm giác ngồi sâu nghe sẽ hay hơn. Kiểu kiểu giống như là mình đang ngồi ở trung tâm á. À, ok ok. Cảm giác ban đầu của một em nhỏ, nói chung là cũng chưa được nghe nhiều. Anh đang đang điều chỉnh cho vị trí này nghe hay nhất đấy. Chứ không phải là vị trí ngồi sau hay đâu. Nhưng mà có thể là bởi vì do cái hướng âm mình sẽ set up. Bởi vì là khi mà anh tư vấn cho khách á thì anh vẫn phải đảm bảo cho khách là ngồi phía sau phải nghe được khoảng 70-80% so với phía trước. Thì hồi nãy em ngồi ở phía sau em thấy là nghe tuyệt vời. Nhưng mà có thể là cái mức, cái độ lớn thì nó sẽ không bằng đúng không? Đúng rồi. À. Ok, bây giờ mình nghe một bài nữa. Một bài nữa rồi xíu nữa nhờ em nha. Em ra phía sau em quay. Anh mời anh chủ xe lên. Nghe bài số 4 đi. Thấy rõ trước mắt, nhưng mà ở phía sau em nghe có thể là nó âm nhạc nó sẽ kiểu giống như là em thích, như giống như hồi giờ em nghe, đúng chưa? Đúng rồi. Nhưng mà nó không rõ. Đúng không? Đúng rồi. À đấy đấy, nãy đấy cái chỗ đấy đấy, ăn tiền là ở cái chỗ là em nghe được âm thanh nhưng mà nó tái tạo cái hình ảnh. Nhưng mà nói chung là trước nay thì mình chưa bao giờ được nghe mà. Thì không vấn đề gì cả. Thôi thôi xuống đi. Để anh đưa anh cái micro đi. À, micro nãy giờ để cao nha, để cao gần như dạ lập đôi tay. Em ra phía sau đi, anh sẽ nhờ em. Em ở phía sau em quay nha. Anh mời chủ xe. Ok, nè, cầm đi. Anh tới anh mời chủ xe, bước lên xe đi, ngồi vô vị trí lúc nãy á. À, mình hơi ho một tí nha.